Giàn squad cực đỉnh của Công an Hà Nội, mỗi tội hơi thiếu Tuấn Giữa. Trường hợp để cho Philip Nguyễn về Công an Hà Nội là khi câu lạc bộ tại Cộng hòa Séc, Slovakia tìm được thủ môn thay thế thủ môn Việt kiều này. Nếu Philip Nguyễn không về Việt Nam thì đó là cơ hội rất lớn để cho Bùi Tiến Dũng có thể lấy lại phong độ. Trong khi đó thì người em trai của Bùi Tiến Dũng, đó là Bùi Tiến Dũng, cũng đã gia nhập Công an Hà Nội. Sơn Quốc Đức sẽ phải cạnh tranh một vị trí rất khó khăn với Đào Văn Hậu ở bên hành lang cánh trái. Phải nói là thật bất ngờ khi Đào Văn Hậu đã từ chối thi đấu tại FC Champions League để đầu quân cho Công an Hà Nội. Văn Thanh cũng có quyết định bất ngờ khi trước đó mọi thông tin đều liên quan đến câu lạc bộ Nam Định. Có Văn Thanh rồi, tuy nhiên câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn muốn có thêm Hồ Tuấn Tài. Công an Hà Nội cũng đã chiêu mộ cầu thủ quan trọng nhất của BKMX Bình Dương trong vòng 3 năm qua. Huỳnh Tấn Tài, trò cưng của Toshiya Miura, bây giờ mới thực sự được chơi tại một câu lạc bộ lớn thực sự. Phan Văn Đức mới ký gia hạn hợp đồng với Sơn La Nghệ An, tuy nhiên vẫn không thể cưỡng lại sức hút của Công an Hà Nội. Ba ngoại binh của Công an Hà Nội đều đến trên hàng công, đó là Zion Gray, Tisumu và Gustavo Henrique. Và Nguyễn Xuân Nam, sau nhiều khúc mắc với Sơn La Bình Định thì cũng đã gia nhập với Công an Hà Nội. Và huấn luyện viên trưởng cho dàn Galacticos này, đó là huấn luyện viên người Brazil, Paulo Fonini. Đây là những tân binh đáng chú ý của Công an Hà Nội tại mùa giải năm nay. Bạn kỳ vọng gì ở đội bóng này? Hãy comment xuống dưới nhé. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để cập nhật thị trường chuyển nhượng V-League 2023 nhé.